Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài học tóm tắt văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn lớp 11. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu mục đích yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận. Mục đích của việc tóm tắt chính là chúng ta trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo mục đích sử dụng của mình. Thứ hai, về yêu cầu, một bài tóm tắt văn bản nghị luận sẽ phải đảm bảo được các tư tưởng, luận điểm của văn bản gốc, không được tự ý thêm hay bớt. Và yêu cầu số 2, chúng ta phải diễn đạt lại ngắn, gọn, xúc tích, loại bỏ những thông tin không phù hợp với mục đích tóm tắt. Từ đây chúng ta sẽ sang phần 2, phương pháp tóm tắt văn bản nghị luận. Để làm phần này, chúng ta tìm hiểu ngữ liệu như sau. Đó là bài Luân lý xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh. Ở trong đó chúng ta sẽ xác định vấn đề nghị luận trong văn bản trên là gì. Cụ thể vấn đề nghị luận đó chính là xã hội luân lý thật ở trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến. Và từ đó chúng ta cùng nêu mục đích bài viết của Phan Châu Trinh. Mục đích bài viết này đã được thể hiện rất rõ qua những suy nghĩ của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Ông đã thể hiện dũng khí của người yêu nước đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần thực trạng đen tối của xã hội, hướng về một ngày mai tươi sáng của đất nước. Từ đây thì chúng ta sẽ đi vào để xem đạt được những mục đích trên, tác giả phải đưa ra những luận điểm nào. Ta thấy tác giả đã đưa ra các luận điểm sau. Khác với châu Âu, dân Việt Nam không có luân lý, không biết đoàn thể, không coi trọng công ích. Thứ hai, nguyên nhân của tình trạng trên là sự suy đồi từ vua đến quan. Và ý số 3, muốn người Việt Nam tự do, độc lập, dân Việt Nam phải có đoàn thể, truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam. Đó là các luận điểm lớn, và từ các luận điểm lớn này thì chúng ta sẽ lấy thêm các luận điểm nhỏ để làm rõ cho điều đó. Khi lấy được luận điểm nhỏ rồi thì chúng ta chỉ việc tóm tắt lại tất cả những phần luận điểm, luận cứ mà chúng ta đã vừa mới tìm thấy thành một bài tóm tắt. Và yêu cầu với một bài tóm tắt ở trong chương trình của ngữ văn lớp 11, cụ thể với bài về luân lý xã hội nước ta, thì chúng ta chỉ tóm tắt trong khoảng độ từ nửa trang cho đến 2/3 trang là được rồi. Từ tất cả những phần mà chúng ta đã làm ở trên thì chúng ta thấy phương pháp tóm tắt một văn bản nghị luận như sau, bao gồm có 4 bước. Bước thứ nhất, chúng ta phải đọc kỹ văn bản gốc, dựa vào nhan đề, phần mở đầu và kết thúc, lựa chọn những ý, những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt. Bước số 2, chúng ta đọc từng đoạn trong phần triển khai, nắm được các luận điểm, luận cứ làm sáng tỏ vấn đề. Bước số 3, chúng ta lập dàn ý trình bày lại một cách hệ thống những luận điểm của văn bản được tóm tắt. Và bước cuối cùng, chúng ta dùng lời văn của mình để thuật lại nội dung cơ bản của văn bản được tóm tắt, nhưng cần giữ lại bố cục và những câu văn quan trọng của văn bản gốc. Từ việc hiểu về cách tóm tắt văn bản nghị luận, chúng ta sẽ cùng bước vào làm bài tập luyện tập. Bài tập số 1. Văn bản tóm tắt bài Luân lý xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh. Chúng ta thấy văn bản tóm tắt trên so với văn bản gốc có đạt được yêu cầu tóm tắt hay không? Luân lý xã hội ở nước ta tuyệt nhiên chưa có, đó là vì người nước ta không biết cái nghĩa vụ loài người ăn ở với nhau, không biết cái nghĩa vụ của mỗi người trong nước đối với nhau, dẫn đến tình trạng ai sống mặc ai, người này không biết quan tâm đến người khác. Đó là do thiếu ý thức đoàn thể, chưa biết giữ quyền lợi chung, chưa biết bênh vực nhau. Ý thức đoàn thể của dân ta xưa cũng đã có, nhưng nay bị sa sút. Sở dĩ thiếu luân lý xã hội là do bọn vua quan chỉ biết quyền lợi ích kỷ của nhau, chỉ biết mua quan bán tước. Dân càng nô lệ thì ngôi vua càng lâu dài, bọn con lại càng phú quý. Chúng chẳng qua làm lũ ăn cướp có giấy phép. Nay nước Việt Nam muốn được tự do độc lập thì trước hết phải tuyên truyền xã hội chủ nghĩa, phải có đoàn thể lo công ích, mọi người lo cho quyền lợi của nhau. Đấy, chúng ta cùng suy nghĩ xem văn bản tóm tắt trên so với văn bản gốc đã đạt hay chưa. Chúng ta thấy là văn bản trên đã đạt rồi, cả về độ dài lẫn cả về nội dung. Tuy nhiên, nếu mà bây giờ có yêu cầu chúng ta tóm tắt văn bản trên thành một đoạn
chỉ có khoảng 3 câu thì chúng ta sẽ rút ngắn như thế nào? Cụ thể chúng ta có thể rút ngắn như sau. Luân lý xã hội ở nước ta chưa có nên dẫn đến tình trạng ai sống mặc ai, thiếu ý thức đoàn thể. Sở dĩ như vậy vì bọn vô quan chỉ biết vơ vét của cải, tham nhũng mọi mặt, ăn cướp có giấy phép. Nước Việt Nam muốn tự do phải tuyên truyền xã hội chủ nghĩa, thành lập đoàn thể. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập 2. Tóm tắt đoạn trích Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh trong khoảng 15 dòng. Luận điểm chính của đoạn trích là gì? Đó chính là tinh thần thơ mới. Để làm rõ luận điểm, tác giả đã trích dẫn mấy luận cứ? Đấy, cụ thể, tác giả đã trích dẫn 3 luận cứ. Đó chính là sự khác nhau giữa thơ cũ và thơ mới là ở chữ tôi và chữ ta. Thứ hai, cái tôi bây giờ đáng thương tội nghiệp. Và ý số 3, họ giải quyết bi kịch bằng tình yêu tiếng Việt. Mỗi luận cứ tác giả đều đưa ra những lý lẽ. Ví dụ như đây là các lý lẽ. Và khi mà chúng ta đã xác định được lý lẽ thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là tóm tắt lại. Trên màn hình là phần tóm tắt minh họa ví dụ bài Một thời đại trong thi ca. Hoài Thanh đã đề cập tới vấn đề quan trọng tinh thần thơ mới. Trước hết, ông đã ra nguyên tắc để tìm hiểu, đó là sánh bài hay với bài hay, giữa thơ cũ và thơ mới, so sánh trên đại thể. Thơ cũ là thời chữ ta, bây giờ là chữ tôi. Lúc đầu chữ tôi xuất hiện thực bỡ ngỡ, lạc lõng vì nó mang theo quan niệm cá nhân. Mỗi quan niệm mà xã hội Việt Nam chưa từng thấy. Các nhà thơ nhà văn chưa bao giờ dám dùng chữ tôi để biểu hiện trên thi đàn Việt Nam. Bao nhiêu con mắt nhìn nó một cách khó chịu. Ngày 1, ngày 2, nó mất dần vẻ bỡ ngỡ, được nhiều người quen, vì người ta thấy nó đáng thương, tội nghiệp quá. Tâm hồn của thi nhân chỉ thu vào chữ tôi, để đời chúng ta được nằm trong vòng chữ tôi. Ta thoát lên tiên cùng với thế nữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Xuân Diệu. Tất cả đều bế tắc, ta ngẩn ngơ buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận, thiếu một niềm tin đầy đủ, rơi vào bi kịch. Các tác giả thơ mới đã gửi tình yêu vào tiếng Việt, một thứ tiếng trong mấy mươi thế kỷ đã chia sẻ buồn vui với cha ông, một tình yêu quê hương. Trong thất vọng đã nảy mầm hy vọng, chưa bao giờ như bây giờ, họ cảm thấy tinh thần nòi giống, cũng như thơ ca chỉ biến vào thiên nhiên chứ không bao giờ tiêu diệt. Họ thấy cần tìm về với dĩ vãng để vui vào những gì bất diệt đủ đảm bảo cho ngày mai. Như phần trên thì chúng ta đã thấy là người ta đã tóm tắt toàn bộ văn bản này. Và để tóm tắt thì chúng ta cũng phải xác định các luận điểm, luận cứ. Hey, chúng ta sẽ tìm lại ở trong chương trình ngữ văn có những bài nào mà cũng thuộc văn bản nghị luận, chúng ta sẽ tiếp tục tóm tắt theo phương hướng như vậy. Bài học đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô cùng các em.